Em xin hướng dẫn anh chị cách sử dụng loa Bluetooth đa năng. Có 6 nút điều chỉnh. Đầu tiên mở loa, anh chị nhấn giữ nút nguồn. Lúc này, màn hình hiển thị biểu tượng Bluetooth nhấp nháy. Để kết nối điện thoại, để chỉnh giờ, anh chị nhấn giữ phím mở 5 giây. Màn hình sẽ nhấp nháy. Sau đó nhấn mở, rồi thả để chỉnh giờ, nhấn cộng, trừ để chỉnh giờ. Để chỉnh báo thức, anh chị giữ mờ 5 giây. Màn hình nhấp nháy, sau đó nhấn giữ mờ 2 giây. Biểu tượng báo thức nhấp nháy, tiếp tục nhấn giữ mờ 2 giây. Nhấn cộng trừ để thay đổi giờ. Nhấn giữ mờ khi hiện chữ ON trên màn hình là hoàn thành. Cảm ơn anh chị.